Chị xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chị sẽ đọc cho chúng mình nghe bài thơ Mèo đi câu cá của tác giả Thái Hoàng Linh. Chúng mình hãy cùng nhau lắng nghe xem. Vì mải chơi và ỷ lại vào người khác, hai anh em nhà mèo đã phải nhận lại hậu quả gì các bé nhé? Bài thơ Mèo đi câu cá. Anh em mèo trắng vác giỏ đi câu, em ngồi bờ ao, anh ra sông cái. Hiu hiu gió thổi, buồn ngủ quá chừng, mèo anh ngả lưng, ngủ luôn một giấc. Lòng riêng thầm chắc, đã có em rồi, mèo em đang ngồi, thấy bầy thỏ bạn đùa chơi múa lươn, vui quá là vui. Mèo nghĩ, ồ thôi, anh câu cũng đủ. Nghĩ rồi hớn hở nhập bọn vui chơi. Lúc ông mặt trời xuống núi đi ngủ, đôi mèo hối hả quay về lều danh. Giỏ em giỏ anh không còn cá nhỏ, cả hai nhăn nhó cùng khóc meo meo. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại bài thơ một lần nữa nhé. Bài thơ Mèo đi câu cá. Anh em mèo trắng vác giỏ đi câu, em ngồi bờ ao, anh ra sông cái. Hiu hiu gió thổi, buồn ngủ quá chừng, mèo anh ngả lưng, ngủ luôn một giấc. Lòng riêng thầm chắc, đã có em rồi, mèo em đang ngồi, thấy bầy thỏ bạn đùa chơi múa lươn, vui quá là vui. Mèo nghĩ, ồ thôi, anh câu cũng đủ. Nghĩ rồi hớn hở nhập bọn vui chơi. Lúc ông mặt trời xuống núi đi ngủ, đôi mèo hối hả quay về lều danh. Giỏ em giỏ anh không còn cá nhỏ, cả hai nhăn nhó cùng khóc meo meo. Vậy là bài thơ Mèo đi câu cá đến đây là hết rồi. Các bé ơi, vì mải chơi và ỷ lại vào người khác nên anh em mèo trắng đã không câu được con cá nào và không có gì để ăn đấy các bé ạ. Các bé nhớ không được lười biếng và ỷ lại vào người khác giống như hai anh em nhà mèo trắng nhé. Chúng mình phải tự giác hoàn thành công việc đã được giao thì mới là con ngoan trò giỏi có ông bà, bố mẹ và thầy cô các bé nhé. Chị cảm ơn các bé đã xem hết video của chị. Các bé nhớ ấn like video và nhấn theo dõi kênh để ủng hộ chị nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bé.